Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô Tô có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị em thân mến, thì hôm nay chúng tôi đang chào bán cho quý anh chị em và các bạn một loạt những cái mẫu xe 7 chỗ máy dầu gầm cao đang có mặt tại cửa hàng của chúng tôi. Việc đầu tiên chúng ta có thể kể đến hai cái mẫu xe cực hot này. Đây chính là mẫu xe Hyundai Santa Fe máy dầu một cầu. Xin lỗi các bạn, máy dầu bản full. Đấy, sản xuất năm 2016 các bạn nhé. Máy dầu bản full sản xuất năm 2016. Hyundai Santa Fe thì cũng có rất nhiều những cái phiên bản, trong đó là có máy xăng và máy dầu. Trong máy xăng thì có biển tiêu chuẩn và bản đặc biệt, hay là còn là bản full. Máy dầu thì có bản tiêu chuẩn và bản full. Thì anh chị em có thể thấy đây, đây chính là bản full. Xe bản full thì nó có cái mâm xe 19 và có thêm cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama các bạn nhé. Đấy, bên cạnh đó thì chúng ta có các vị trí nhớ ghế. Đây, nhớ vị trí ghế đây, các bạn nhìn đây. Nhớ vị trí ghế đây. Có hỗ trợ đổ đèo, cân bằng điện tử thì đã được đầy rồi. Chức năng tay điện tử auto hold. Đấy, sấy ghế đầy đủ hết các bạn nhé. Santa Fe, Hyundai Santa Fe bản full. Đấy, Hyundai Santa Fe bản full. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Hyundai Santa Fe bản full. Hiện tại nhà tôi đang có hai cái mẫu xe Hyundai Santa Fe. Đấy, rất nhiều của những cái mẫu xe khác. Đây các bạn nhìn này. Mức tiêu thụ nhiên liệu của nó thì ngoài đô thị là 6,9 lít trên 100 km, trong đô thị là 10,5 lít trên 100 km, và đường kết hợp là 8,2 lít trên 100 km. Rồi chúng ta sẽ đến với lại cái mẫu xe Hyundai. Xin lỗi các bạn, Toyota Fortuner cũng máy dầu một cầu số sàn, sản xuất năm 2016, đăng ký 2017 của Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Cái mẫu xe này thì đi rất ít xe, lốp còn nguyên bản theo xe và chỉ có đi khoảng tầm hơn 6 vạn km mà thôi. Xe này chúng tôi đang chào bán 838 triệu nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc. Còn Hyundai Santa Fe này là chào 895 triệu đồng. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có thêm cái mẫu xe Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2016 bản full dầu. Đấy, bản full dầu sản xuất năm 2016 và một chủ từ đầu, đăng ký biển tỉnh. Xe này đang chào bán với mức giá là 875 triệu đồng. Các bạn có thể thấy thì bên này thì chúng ta có mẫu xe Pajero Sport máy dầu số sàn, sản xuất năm 2017. 2017 các bạn nhé. Đấy, xe này thì có thể nói rằng là nó rẻ hơn nhiều so với các bạn đầu tư một cái mẫu xe Toyota Fortuner. Cái giá tiền của cái dòng xe Mitsubishi Pajero Sport này nó chỉ có giá tương đương với lại mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2011 mà thôi. Và cái mẫu xe này thì các bạn có thể thấy nó rất là được yêu mến là tại thị trường bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như là cái khả năng bền bỉ vận hành, các vận hành. Ngoài ra chúng ta có thể thấy cái mẫu xe này thì đang chào bán mức giá rất rẻ tương đương với lại cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn sản xuất năm 2011, tương đương với 595 triệu đồng các bạn nhé. Giá thì có thể thương lượng được, anh chị em nào quan tâm thì hãy gọi điện số điện thoại 0939063333. Hiện tại chúng tôi còn rất nhiều những cái mẫu xe Toyota Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport máy dầu một cầu số sàn và những cái mẫu xe khác có thể phục vụ quý anh chị và các bạn chuẩn bị đi Tết. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.